Hello cả nhà, trong video lần này thì Trinh sẽ mách cho cả nhà một bí kíp để có hàng mi dài cong vút mà không phải nói mi nha. Thường thì Trinh thấy chị em bây giờ hay nói mi nè, gắn mi giả nè, nên lúc nào mà bỏ mi nói ra là mất tự tin liền. Trước đây Trinh cũng chưa biết đến cái bí quyết này đâu, nên là toàn phải gắn mi giả thôi. Nhưng nửa năm trở lại đây thì Trinh bắt đầu chuốt dưỡng mi để nuôi mi mọc lại. Thì lúc đó Trinh có tìm hiểu và mua cái serum dưỡng mi này nè của thương hiệu Nye Ace. Đó, dùng có một tuần thôi mà thấy mi vừa dài hơn, vừa dày hơn nữa. Nên bạn nào muốn có một hàng mi dài cong vút không bị quá phụ thuộc vào việc nói mi thì hãy tham khảo thử sản phẩm mà Trinh đang dùng này nha. Mỗi ngày thì Trinh chuốt 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Buổi sáng sau khi rửa mặt xong thì các bạn chuốt serum này luôn cho khỏi bị quên. Nhớ là ban ngày thì đừng chuốt sát chân mi quá nha. Và khi mà sử dụng vào buổi sáng thì mọi người nên để ý mi khô hẳn rồi mới sử dụng mascara nha. Bởi vì nếu mà mình chuốt ngay thì thứ nhất là mascara nó không ăn được vô lông mi của mình. Thứ hai là nó sẽ làm trôi cái dưỡng mi, nên tuyệt đối là phải để khô dưỡng mi rồi mới thoa mascara nha. Ban đêm thì chuốt sát chân mi một chút để nó nuôi dưỡng cho mi của mình được dài hơn. Chuốt trực tiếp giống như trong clip Trinh làm nè. Cây serum dưỡng mi này có giá là 1.190.000, dùng 6 tháng rồi còn chưa hết luôn nè. Chia ra 1 tháng chỉ tầm hơn 100.000 thôi, quá tiết kiệm luôn đúng không? Lúc Trinh mua chuốt dưỡng mi này còn được tặng thêm cả kẹp mi và mascara nữa nè, quá lời luôn. Trinh thường kẹp lông mi bằng kẹp mi này. Em kẹp mi này thì chỉ có giá là 290.000 thôi, nhưng mà kẹp mi một phát là nó cong lên luôn. Và lưu ý là khi mọi người kẹp thì mọi người đừng ấn mạnh một lần, mà mọi người sẽ ấn nhẹ nhiều lần để cho nó cong tự nhiên và nó không làm mi của mình bị gãy. Mọi người nhớ là kẹp mi xong thì sau đó phải sử dụng mascara để định hình mi luôn nha. Khi chuốt mascara thì mình lưu ý là chuốt vào phần chân mi, sau đó kéo zig zag dần dần và chuốt từ từ, nhẹ nhàng để mascara bám vào từng sợi mi nha. Có bạn chuốt mascara mà chuốt bị nhanh á, nên là cứ kéo cho nên là nó sẽ bị bết, nó bị vón cục lại trông rất là xấu. Nếu mà muốn quét thêm một lớp mascara nữa thì để khô hãy quét nha, còn ướt mà quét thêm một lớp nữa thì nó sẽ bị bết. Ngày xưa thì Trinh phải sử dụng hai loại mascara mọi người ạ. Loại đầu tiên là để cho nó cong và nó giữ nếp sau khi mình kẹp mi. Cái thứ hai là Trinh sử dụng thêm một loại để làm dày mi. Bởi vì mọi người biết á, ngày xưa Trinh không có lông mi luôn. Bây giờ khi mà đã mọc lên rồi á, so với người ta thì cũng chưa phải là quá dày. Trinh phải đang dưỡng tiếp. Nhưng từ khi Trinh biết đến loại này thì Trinh không cần sử dụng hai loại nữa, mà Trinh chỉ cần sử dụng đúng một loại thôi. Quan trọng nhất là khi mình mua serum dưỡng mi Nye Ace này thì sẽ được tặng một cái kẹp mi và một mascara luôn nha. Chưa thấy ở đâu có chương trình lớn như vậy luôn đó mọi người. Mascara này ở ngoài thị trường nếu mà mua hàng chuẩn, Trinh nhớ đâu đó khoảng tầm 400.000. Khi mà mua serum này mọi người sẽ được tặng một kẹp mi cộng với một mascara này, phải lên đến là 700-800.000 rồi. Mascara không phải dưỡng mi nên là các bạn nhớ phải luôn dưỡng bằng serum Nye Ace này nha, thì mi của mình mới dài và dày được. Đó, mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 1-2 phút thôi là đã có một bộ mi dày, dài, cong vút, tự tin hơn bao nhiêu rồi đó. Các chị em nên thử nha, chúc các chị em sẽ luôn có một bộ mi dày, dài và cong vút giống như Trinh vậy. Bye.